Ban đầu khi mới tập đàn violin sẽ có những người mơ hồ không biết được là cái nốt nhạc mà họ nhìn thấy sẽ chơi ở trên dây đàn nào. Thì để giải thích cho mọi người hiểu thì mình sẽ dựa vào cái ngón tay của chúng ta nhé. Ngón tay của chúng ta là có 5 ngón tượng trưng cho 5 dòng kẻ nhạc. Thì vị trí này sẽ nốt rê, đây nốt la và nốt mi. Nốt mi chơi trên dây mi này, nốt la chơi trên dây la, nốt rê chơi trên dây rê. Và ngoài ra nếu mà chúng ta có được hai dòng kẻ bên dưới này nữa thì chúng ta sẽ có một cái vị trí nốt son ở bên dưới này. Bây giờ mình sẽ tính này. Ví dụ vị trí từ nốt son bên dưới này lên đến đây là chúng ta sẽ có thể chơi trên dây son. Từ vị trí nốt rê đến nốt la này, những nốt nhạc ở trong cái khoảng đó là chúng ta sẽ chơi chỉ trên dây rê. Từ khoảng từ đây đến đây là chúng ta chơi trên dây la, và khoảng từ đây đến đây là chúng ta chơi trên dây mi. Và với cái cách nhìn như vậy thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những điểm chung. Ví dụ như ở trên dây son là chúng ta có thể chơi nốt rê, và ở trên dây rê là chúng ta sẽ chơi được nốt rê ở vị trí này. Tương tự các dây khác cũng như vậy. Khi mà các bạn đã nhớ được những vị trí như này rồi thì lúc mà các bạn nhìn vào một nốt nhạc bất kỳ thì các bạn có thể đoán được xem là nó chơi trên dây nào. Ví dụ khi các bạn gặp nốt pha thì các bạn biết nó sẽ chơi trên dây rê, đúng không? Khi các bạn gặp nốt rê ở đây chẳng hạn thì các bạn sẽ biết được là nó chơi trên dây la. Hoặc nốt son ở đây chúng ta sẽ chơi trên dây mi này, hoặc là những nốt mà ở phần dưới này là chúng ta sẽ chơi trên dây son.